tập đoàn đèn sưởi nhà tắm hang, hàng chục triệu người Việt tin dùng. Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Và như ở những video trước thì anh Đản đã tư vấn cho chúng ta là cách thay thế đèn sưởi rất là dễ dàng. Và nếu như các bạn đang sử dụng loại đèn sưởi nhà tắm có bóng dài và chưa biết là nên sửa chữa ở đâu thì ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ và trao đổi với anh Nguyễn Quốc Đản, chuyên viên tư vấn thuộc tập đoàn đèn sưởi nhà tắm Hans để chia sẻ nhiều hơn về vấn đề này nhé. Xin chào anh ạ. Như lần trước em đã hỏi anh rồi là việc sửa chữa đèn sưởi thì diễn ra rất là dễ dàng, nếu như sử dụng bóng tròn thì còn có thể tự thay thế nữa. Nhưng đối với những khách hàng mà sử dụng loại bóng đèn, một là do họ không thể tự thay thế được, hoặc hai là sử dụng bóng dài như anh chia sẻ trước mà khách hàng đó lại hết thời gian bảo hành rồi, thì sẽ đến đâu để có thể sửa chữa được đèn sưởi nhà tắm ạ? Mình xin trả lời câu hỏi của bạn. Khi sử dụng đèn sưởi nhà tắm Han, trong quá trình mà đèn hỏng hóc hoặc trục trặc gì đó mà đèn vẫn còn thời gian bảo hành thì chúng ta sẽ được bảo hành miễn phí. Còn ngoài thời gian bảo hành, khi mà sản phẩm đã hết thời gian bảo hành thì chúng ta vẫn có thể sửa chữa đèn sưởi nhà tắm Han tại những đại lý chính hãng, nhà phân phối, và có thể là đến trực tiếp là đến trung tâm sửa chữa bảo hành ở 1/5 1/3 chu kỳ để có thể được nhân viên kỹ thuật thay thế sửa chữa một cách chuyên nghiệp nhất. Vâng, và như anh nói là đến trung tâm sửa chữa, nhưng mà với một số khách hàng là địa chỉ quá xa so với địa chỉ của trung tâm bảo hành thì có thể đến đâu thay thế, hoặc lại có thể liệt kê một số đại lý chính hãng để có thể đến thay thế? Chúng ta nếu trong trường hợp mà khách hàng ở quá xa hoặc do bận rộn công việc mà không thể đến được tận trung tâm bảo hành ở Trung Kính, Cầu Giấy thì chúng ta có thể đến một số đại lý chính hãng, những nhà phân phối chính hãng của đèn sưởi nhà tắm Han. Đó là ví dụ ở khu vực quận Đống Đa thì chúng ta có thể đến địa chỉ là 112A phố An Trạch, đấy là đại lý Tân Sinh. Ở khu vực quận Hoàng Mai và quận Hai Bà Trưng thì chúng ta có thể đến địa chỉ là Viện Bà Loan ở 237 phố Thanh Nhàn. Ví dụ như ở quận Hà Đông thì chúng ta có thể đến 19 Lê Hồng Phong, đấy là đại lý Tuyên Tuyết, và có thể là 37 khu đô thị liền kề Vân Phú, đấy là đại lý Triệu Lâm. Ở khu vực quận Hoàn Kiếm thì chúng ta có thể đến số 4 Trần Phú, đấy cũng là đại lý phân phối chính hãng của nhà hàng. Còn khu vực quận Cầu Giấy thì chúng ta thì gần đây rồi, chúng ta có thể đến thẳng trung tâm bảo hành luôn. Vậy là ở mỗi địa điểm, mỗi quận thì đều có đại lý chính hãng để có thể tiện cho việc là khách hàng đến sửa chữa và thay thế đúng không? Và như các bạn đã vừa nghe anh Đản tư vấn rồi thì hãy ghi nhớ địa điểm gần với gia đình các bạn nhất để có thể thay thế được bóng đèn sưởi chính hãng. Và anh Trang xin nhấn mạnh với các bạn là hãy đến đại lý chính hãng để nhận được sản phẩm chất lượng.